Bao lâu mới sinh hoạt vợ chồng hả? Chị đừng có chạm lấy nỗi đau của em. Em còn chưa đụng được chồng em ấy nè. Bây giờ lấy cái tay đụng thôi, nó còn không cho nữa này nè. Chứ sao mà sinh hoạt vậy được. Nói chứ kia kêu 6 tháng, nhưng mà cỡ 3 tháng là lẹm nha mấy chị. Trời ơi, mấy bả hay quá à. Mấy bả hay quá kêu cử 6 tháng. Mấy má đó chắc mấy má mà kêu người ta cử 6 tháng chứ mấy má đó ra cử thì mấy má làm luôn á. Mấy ra cử một tuần, ồ lộn ra cử một tháng mấy má làm luôn. Mấy nghĩ sao kêu cử 6 tháng. Trời ơi trời, cử 6 tháng đó tôi quên chồng tôi là ai luôn. Hết, dữ như bình thường vợ chồng thì quen hơi phải không. Cử 6 tháng đó là mắc mùi luôn má. Không biết nào chồng luôn má. Ê bà già chồng tôi nói gì nè. Người ta cử 6 tháng đi con cho nó khỏe này kia kia nọ. Lúc mẹ nè, lúc mẹ có bầu Hải, lúc đó đẻ Hải rồi á, mẹ ở ngoài biển lạnh lẽo lắm. Vừa về quê nhà 3 tháng rưỡi bắt đầu ẩm Hải về quê, ẩm Hải về nhà á. Về nhà nhà chồng á. Ẩm Hải về nhà chồng mẹ nói á, nhà ở nhà ẩm qua 3 tháng rưỡi mẹ làm luôn rồi. Mẹ chồng tôi nói vậy đó má, bà nói 3 tháng rưỡi mẹ làm luôn rồi. Tại ở ngoài biển lạnh quá mà nay nấy ngủ mà nay nấy chụp mền mà nay nấy vung kiểu như vậy đó. Xong rồi về phòng á, về nhà á, trời ơi ấm hiểm à, ấm hiểm 3 tháng rưỡi tao làm luôn.